Xin chào anh em, đã đến quay trở lại với TNC Channel. Hôm nay mình có một cái deal muốn giới thiệu này cho anh em. Hàng ngon đấy anh em. Ui, nó lại còn nháy. Rồi, nó là cái đèn của mình anh em ạ. Đây. Không, đây là khăn lót. Đây. Ui xa. Nhẹ vô cùng. Vâng, thưa anh em, đây chính là laptop Asus ExpertBook B9 Intro. Vâng, đây là Asus ExpertBook B9. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến nhanh với cả cái thiết kế bên ngoài nhá. Về thiết kế bên ngoài này, anh em có thể thấy ở mặt A chúng ta sẽ có thiết kế phẳng hoàn toàn với logo Asus ở chính giữa. Toàn bộ thân máy được chế tác từ hợp kim Nyomaze cho nên sẽ mang lại trọng lượng cực kỳ nhẹ, với tổng trọng lượng chiếc laptop này chỉ là 880g mà thôi. Bên cạnh đó thì độ dày của nó ở nơi dày nhất cũng chỉ là 14,9mm. Ồ, rất mỏng và nhẹ đúng không? Mỏng nhẹ tới nỗi mình hoàn toàn có thể quay vở với chiếc laptop này. Đó, anh em có thể thấy. Đến với mặt B, anh em sẽ có một cái màn hình kích thước 14 inch và Asus họ tự tin nói rằng đây là chiếc laptop làm việc 14 inch nhẹ nhất thế giới với trọng lượng chỉ 880g, và màn hình này sẽ có độ phân giải là Full HD với tần số quét dĩ nhiên thôi, 60Hz. Cái này thì thật ra anh em business cũng không quan tâm lắm, nhưng mà mình quen mồm, mình là review laptop gaming mà. Ở mặt B này anh em sẽ có thêm những cái yếu tố ấn tượng khác, ví dụ như là cái camera trên này anh em sẽ có thể gạt cái công tắc này để làm gì, để che vật lý, bởi vì sao, camera vẫn hoàn toàn có thể bị hack mà. Anh em nghe kiểu trong phim đúng không, nhưng không, camera hack được là có thật đấy anh em ạ. Nhưng ngoài ra thì anh em sẽ có những cái yếu tố ấn tượng, ví dụ như ở đây anh em sẽ thấy một cái ô vuông nhỏ, một ô chữ nhật nhỏ, đây là cái cảm biến ánh sáng phục vụ cho cái chức năng đấy là Splendid cũng như là True to Life. Đây là hai cái công nghệ mà điều khiển cái màn hình rất là hay của Asus. Với Splendid thì nó sẽ mang lại chúng ta cái trải nghiệm màu sắc tốt hơn, còn True to Life thì nó sẽ dùng cảm biến này để cảm nhận được cái môi trường xung quanh anh em. Wow, xem ánh sáng nó có xanh đỏ như thế nào, nó sẽ tự cân chỉnh lại cái màn hình cho nó phù hợp với mắt anh em nhất có thể, giúp chúng ta có thể làm việc lâu hơn mà không bị khó chịu. Ở trên này anh em cũng sẽ nhận ra một yếu tố nữa, đó là chúng ta có rất nhiều những cái lỗ nhỏ. Những cái lỗ này là lỗ mic. Nó có rất nhiều mic, có tới 4 cái mic ở trên này cơ. Tại sao lát nữa mình sẽ nói sau. Rồi, như vậy chúng ta đã xong mặt B nhá. Đến với mặt C thì anh em sẽ có rất nhiều điểm ấn tượng, nhưng mà trước khi đến với mặt C chúng ta sẽ nói về cái điểm nối giữa mặt B và mặt C, đó chính là cái bản lề. Bản lề Ergolift này sẽ giúp cho chiếc laptop chúng ta có thể nhấc lên được một khoảng cao như thế này, mình cũng không nhớ là bao nhiêu cm nữa, nhưng mà trên trang chủ hãng có nói đấy. Đấy, và cái bản lề này có thể mở bằng ngang ra như thế này. Đó, laptop business thường là vậy. Và khi mở ra như thế này anh em sẽ thấy là cái lưới thoát gió tản nhiệt nó sẽ nằm ở đây. Bên trong này sẽ chỉ được tích hợp duy nhất một quạt tản nhiệt mà thôi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ chỉ có một con vi xử lý trong này thôi, CPU cùng với cả đồ họa tích hợp, cho nên là nó cũng không phát sinh quá nhiều nhiệt. Cái này mình lát nữa mình sẽ nói sau. Rồi quay trở lại mặt B thì anh em sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái bàn phím, nó đấy cơ bản như này thôi. Chúng ta sẽ không có hàng phím số ở đây. Nhưng mà chúng ta làm business mà đôi khi chúng ta phải dùng đến bàn phím số để làm bảng tính các thứ chứ. Thế bàn phím số đâu? Đây. Ta-da. Anh em chỉ cần ấn vào góc trên bên phải của chiếc pad chuột là ngay lập tức nó sẽ được biến thành một cái bàn phím số. Còn nếu như mà anh em thấy nó chói mắt quá ấy, buổi tối làm việc hơi chói chẳng hạn, anh em giữ đây một lúc nó sẽ tối đi. Rồi, đó là về bàn phím số. Nhưng cái hay nhất của cái này ấy là ở những chiếc laptop khác của Asus mà cũng được tích hợp bàn phím số này, trước đây mình đã từng review ấy, thì khi chuyển sang chế độ bàn phím số thì nó sẽ không dùng được pad chuột nữa. Còn ở chiếc laptop ExpertBook này thì nó vẫn sử dụng pad chuột bình thường, anh em vẫn có thể di chuột, anh em vẫn có thể thao tác được bình thường, vẫn có thể di chuột, vẫn có thể cuộn lên cuộn xuống. Đó. Và rất thuận tiện đúng không? Khi mà chúng ta sử dụng bảng tính ấy, thì anh em sẽ phải di chuyển rất nhiều trong bảng tính, và cái việc vừa di chuyển được chuột vừa sử dụng được hàng phím số này nó sẽ cực kỳ tiện lợi. Rồi, đó là những điểm ấn tượng ở mặt B. Và cuối cùng mặt B đó chính là cái cảm biến vân tay một chạm. Cái này thì hầu như là những chiếc laptop business nào cũng có ở trong thời điểm này để tích hợp với Windows Hello. Anh em hoàn toàn có thể mở khóa máy rất là nhanh chỉ với một chạm duy nhất. Chiếc laptop này còn hỗ trợ cả Windows Hello bằng khuôn mặt nữa. Và đấy, anh em có thể thấy mình có thể mở khóa nó rất nhanh, chỉ cần chia cái mặt mình vào mà thôi, chưa đầy một giây, rất tuyệt vời đúng không? Tiếp tục đến với thiết kế chiếc laptop này thì ở mặt D anh em sẽ thấy nó không có gì đặc biệt cả. Mặt D cũng là cái hợp kim Nyomaze, nó vẫn rất nhẹ, nhưng mà chúng ta sẽ có hàng lưới hút gió tản nhiệt ở đây. Và khi mà Ergolift được nhấc lên thì anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ có một khoảng không rất là lớn để hút gió tản nhiệt vào. Tuy nhiên thì đây cũng không phải là một mẫu laptop mà nó hoạt động ở hiệu năng cao, cho nên cái việc tản nhiệt nó cũng không phải là quá là thiết yếu, nhưng mà nó vẫn sẽ cần. Bởi vì sao? Để nói về hiệu năng chiếc laptop này thì chúng ta sẽ phải đi từ đầu tiên là pin. Pin thì chiếc laptop này mặc dù có kích thước rất là mỏng nhẹ và nhỏ gọn,
Nhưng anh em biết pin của nó bao nhiêu không? Để mình xem thông số cho anh em. Sáu mươi sáu watt giờ với cái dung lượng pin này thì cái chuẩn Intel Evo nó là cái mũi luôn. Tại vì là nếu anh em để xem video, anh em đào phim về anh em để trong này xong anh em xem thì anh em có thể xem liên tục tới gần 20 tiếng đồng hồ. Còn nếu như anh em để làm việc bình thường ấy, anh em kiểu để độ sáng trung bình, nghe loa ngoài, lướt web, xem phim bình thường, làm việc bình thường thì anh em có thể sử dụng nó lên tới là 13 tiếng đồng hồ với cái chế độ là Best Battery Life ở trong Windows. Đấy, đấy là về pin chiếc laptop này. Thưa Evo đúng không? Evo chỉ là 9 tiếng thôi. Và sạc chiếc laptop này cũng rất hay. Sạc anh em sẽ có tới 2 cổng USB Type-C ở đây. Và cả hai cổng này đều là chuẩn Thunderbolt 4 với băng thông lên tới 40GB trên dây, cũng như là làm được rất nhiều việc khác nữa. Và anh em thích cắm sạc cổng nào cũng được, cắm cổng trên được, cổng dưới được. Nhưng điểm trừ là mình thấy là nó không có cổng Type-C bên này. Đấy, cho nên là ví dụ như là mình thích cắm bên này, mình không thích cắm bên này thì nó cũng hơi bất tiện. Nếu mà có thì sẽ tiện hơn rất nhiều. Ngoài ra thì ở cạnh trái này anh em sẽ thấy sự xuất hiện của một cổng HDMI và thêm một cổng micro HDMI, nhưng cổng này không phải để xuất hình mà là để cắm thêm cái adapter chuyển sang dây mạng RJ45. Mình thấy nó hơi thừa, tại sao cái adapter đấy không cắm vào cổng Type-C luôn nhỉ? Cuối cùng về cạnh phải anh em sẽ có thêm một cổng USB Type-A nữa. Dĩ nhiên rồi, cái này thì để anh em cắm những thiết bị dùng USB thông thường chúng ta mà đỡ phải mua một cái adapter rất là đắt tiền để cắm vào cổng Type-C đúng không? Và chúng ta có thêm một cổng 3.5mm cho mic và tai nghe nữa. Đó là tất cả về thiết kế bên ngoài. Mình đang chuẩn bị nói về hiệu năng đúng không? Ok, về hiệu năng thì chiếc laptop này cũng khá là ấn tượng với CPU Core i7-1165G7. Đây là một CPU 4x8 luồng có hiệu năng tương đối tốt ở trên những chiếc laptop game... Đấy, quen mồm, laptop game, laptop business mỏng nhẹ như thế này. Tại vì sao? Xung nhịp cơ bản của nó chỉ là 2.8GHz mà thôi. 4x8 luồng, nghe có vẻ hơi yếu đúng không? 16GB được tích hợp sẵn trong mẫu laptop này cũng không có gì là quá đặc biệt cả. Nhưng anh em biết không, khi mà mình chạy Cinebench R23, mình đạt được điểm số đa nhân lên tới là hơn 5.000 điểm, còn điểm đơn nhân là hơn 1.300 điểm. Tương đối ấn tượng đúng không? Nhưng cái điểm ấn tượng nhất là Asus họ đã không làm gì, không tác động gì đến chiếc laptop này, đến con CPU này. Họ không khóa gì cả và nó có thể pick lên tới 46W trong quá trình mình chạy benchmark. 46W cho con CPU này. Ui, dĩ nhiên nó chỉ là một cái điểm pick lên một cái xong nó xuống ngay. Nhưng quan trọng là nó có thể lên được như vậy. Và nhiệt độ của chiếc laptop này khi mà mình chạy benchmark nó có thể lên tới 100 độ C. Anh em đừng quá lo lắng, với vỏ kim loại cùng hệ thống tản nhiệt rất là thoáng đãng như này thì 100 độ C nó cũng không phải là vấn đề gì quá to tát cả. Và hiếm khi chúng ta sử dụng một chiếc laptop business cho những cái công việc nặng nề như thế. Nhưng nếu anh em muốn làm những công việc nó hơi nặng một chút, ví dụ như anh em dựng video chẳng hạn, anh em dựng video TikTok, nếu anh em quan tâm ý, thì hiện tại bọn mình đang có một kênh TikTok và mình sẽ để đường link dưới phần mô tả video này. Thì anh em có thể vào xem. Và quá nửa cái video ở trên kênh TikTok đó được dựng từ trên laptop này ra. Đó, quay bằng iPhone 4K và dựng bằng laptop này, anh em thấy không? Nó sẽ hơi nhỏ một chút nhưng mà mình đang preview một cái. Đó, anh em thấy không? Nó preview hoàn toàn mượt mà đúng không? Hoàn toàn mượt mà. Và mình có thể dựng trên chiếc laptop này. Rất đơn giản. Tức là ngoài việc business ra thì nó vẫn có thể làm được những cái việc khác nữa. Về hiệu năng thì là như vậy. Về cổng kết nối như vậy, thiết kế như thế rồi. Thế thì ngoài ra nó còn những cái gì ẩn sâu bên trong này mình chưa nói với anh em nữa không? Anh em biết không? RAM thì chiếc laptop này sẽ hỗ trợ anh em nâng cấp tối đa lên tới 32GB và hiện tại bên trong nó đã được gắn sẵn là 16GB rồi. Nhưng như thế là chưa hết đâu, bởi vì đằng bên trong chiếc laptop này anh em có thể gắn được tới 2 SSD NVMe và có thể chạy RAID với nhau. Anh em thích RAID 0 cũng được, RAID 1 cũng được, hay là RAID 5 cũng được. Và quan trọng nhất là chúng ta có Wi-Fi 6 nữa. Wi-Fi 6 bây giờ nó là cái gì đấy, nó quá là cơ bản rồi. Chạy CPU Intel lại còn thế hệ 11 nữa thì làm gì mà có chuyện không có Wi-Fi 6, đúng không? Nếu như mà anh em thấy là chiếc laptop này nó hơi tẻ nhạt ấy, thì mình nghĩ là với cái trọng lượng của nó anh em hoàn toàn có thể dùng nó làm quạt. Nó rất là nhẹ cho một cái trọng lượng như này. Hoặc là anh em buồn buồn anh em có thể đem nó quay vở như này. Thế anh em đừng lo, anh em biết tại sao không? Bởi vì là chiếc laptop này với vỏ bằng hợp kim nhôm magie, bên cạnh đó là còn pass được những cái bài test chuẩn quân đội MIL-STD-810H nữa ấy, thì độ bền của nó phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn. Vậy thì cái chuẩn MIL-STD-810H này nó là cái gì? Ok, mình sẽ ví dụ cho anh em một số con số mà cái chuẩn này nó yêu cầu nhá. Ví dụ như là anh em sẽ cắm cái cổng USB hay là bất kỳ cổng kết nối nào ở trên chiếc laptop này, cắm vào, rút ra, cắm vào,
rút ra, cắm vào, rút ra, cắm vào. Mỗi lần như thế được tính là 2 lần. Cắm 1, rút 2. Và nó được 5.000 lần. Hoặc là anh em đóng vào, mở lên 2, 3, 4, 5, 6, 50.000 lần như thế này mà nó vẫn pass được, nó vẫn không sao cả, thì có nghĩa là nó đã vượt qua chuẩn đấy rồi. Hoặc là anh em cứ ngồi ấn như này 10 triệu lần. Thế là đủ đấy, anh em biết nó bền như nào đúng không? Ngoài ra nó còn có những cái bài test, ví dụ như là rơi góc nghiêng 15 độ ở độ cao khoảng bao nhiêu đấy mà nó vẫn chịu được, nó vẫn sống được. Hoặc là cái bài test mà ấn trên màn hình xuống với lực bao nhiêu đấy mà mở lên cái màn hình nó vẫn sống nhăn, nó vẫn không làm sao. Đấy, nói chung là nó đạt chuẩn đến như vậy cơ mà. Cho nên là mặc dù nó không phải là quá hầm hố, nhưng mà mình nghĩ là với doanh nhân mà quá bận rộn chẳng hạn, anh em kiểu chứ rồi, họp, chứ báo cáo, vác laptop chạy đi, rồi bạch phát đơn giản nhặt lên chạy tiếp. Nó là chuyện bình thường đúng không? Dùng sản phẩm chúng ta phải có được sự yên tâm, sự cảm giác an toàn khi mà sử dụng nó. Anh em có thể quăng quật nó nhưng mà nó vẫn đảm bảo công việc cho anh em. Thì đó là những gì mà những chiếc laptop Asus ExpertBook sẽ mang lại cho anh em. Và đến bây giờ thì video cũng khá dài rồi, cho nên là có lẽ mình sẽ tổng kết lại điểm trừ cũng như điểm cộng chiếc laptop này. Về điểm cộng thì có rất nhiều. Đầu tiên là nó rất bền. Thứ hai, nó rất linh hoạt. Linh hoạt cả về kết nối, cả về những tính năng bên trong cũng như là về trọng lượng. Nó sẽ giúp mình linh hoạt hơn trong việc sử dụng nó hàng ngày. Ê, yên tâm, MIL STD 810H cơ mà. Ngoài ra còn những điểm cộng, ví dụ như là anh em cắm sạc pin, nó sẽ có một cái đèn indicator ở đây, màu xanh lá cây khi sạc đầy và màu đỏ khi mà sạc chưa đầy. Cái này nó cũng không quá quan trọng đâu, bởi vì nó còn có một cái đèn nhỏ bên cạnh này nữa, nhưng mà trông nó hay đấy, trông nó khắc bọt. Còn điểm trừ à, xem nào. Mình thích con này quá, không biết trừ thì đây. Chính vì nó quá nhẹ cho nên là cái kết cấu mà gia cường ở bên trong mình cảm giác bị giảm bớt đi ấy. Cho nên là cái bàn phím này nó sẽ hơi lõm. Thậm chí nó lõm ngay cả khi mình gõ cơ. Mình gõ mà lực tay mình nó hơi nặng một chút. Mình đã quen gõ với cả những chiếc bàn phím cơ với Switch Black rồi ấy. Khi mà mình gõ lên đây mình giã hơi nặng, cho nên là cái bàn phím nó lõm, rung, hơi khó chịu. Đây là cái điểm trừ mà nhãn tiền mình có thể nhìn thấy khi mà sử dụng chiếc laptop này. Cái điểm trừ nữa là mình mong chờ một cái màn hình nó có độ phân giải cao hơn. Mặc dù nó là kích thước nhỏ đấy, hoặc là không cần độ phân giải cao, một cái màn gương chẳng hạn. Đây vẫn là màn chống chói chứ không phải màn gương. Nếu mà màn gương thì mình nghĩ là nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, trông nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Rồi, có lẽ đó là tất cả những điểm trừ mình có thể nhìn thấy trên chiếc laptop này. Còn anh em thì sao? Dĩ nhiên là mình sẽ không đặt những yếu tố bị hiệu năng để lấy làm điểm trừ, bởi vì đây là ExpertBook Business Laptop chứ không phải là Gaming Laptop. Cho nên đó là những điểm trừ mà đặt ở cương vị là một người dùng để làm việc, một businessman mình có thể nói được. Còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về chiếc laptop này? Hãy chia sẻ cho mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Ngoài ra nếu anh em muốn biết về mức giá cũng như là cái nơi mà bán chiếc laptop này thì dĩ nhiên rồi, anh em biết ở đâu rồi đấy, dưới phần bình luận. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.